Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu phối hợp với tập đoàn SCG tổ chức lễ phát động dự án phân loại rác thải tại nguồn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Phân loại rác tại nguồn là việc làm cần thiết, góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, hạn chế ô nhiễm, tiết kiệm chi phí và thời gian vận chuyển thu gom. Điều này cũng góp phần làm thay đổi nhận thức hành vi của nhân dân, xây dựng thói quen phân loại rác thải tại nguồn, thu gom và tái chế rác thải bao bì, ngăn ngừa giảm thiểu rác thải nhựa. Từ đầu tháng 2 năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn, đơn vị thành viên của tập đoàn SCG, đã cùng Unilever Việt Nam, Dow Chemical và Bộ Tài nguyên Môi trường ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác công tư trong xây dựng kinh tế tuần hoàn quản lý rác thải nhựa. Việc triển khai thí điểm dự án phân loại rác thải tại nguồn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, thí điểm tại trường tiểu học Long Sơn 2, thành phố Vũng Tàu nhằm hiện thực hóa cam kết này. Dự án lần này song hành với chính sách của địa phương trong việc ứng dụng công nghệ trong việc thu gom rác thải nhựa. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng hoạt động phân loại rác, một bước quan trọng nhằm tăng tỷ lệ tái chế rác. Thông qua dự án này, chúng tôi mong muốn giáo dục, trước hết là trẻ nhỏ về các vấn đề môi trường và thói quen phân loại rác, đồng thời kêu gọi sự hưởng ứng từ phía gia đình và nhà trường để có thể nhân rộng mô hình trong cộng đồng ở những giai đoạn sau của dự án. Triển khai thực hiện dự án, bên cạnh các buổi hướng dẫn kiến thức phân loại rác, tập đoàn SCG cũng trang bị cho trường tiểu học Long Sơn 2 2 thùng phân loại rác mỗi lớp và 6 thùng phân loại rác lớn để học sinh tạo thói quen phân loại giữa rác tái chế và không tái chế. Giáo viên là người chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện của học sinh và nhập lượng rác gom thông qua sổ nhật ký vào ứng dụng Smart City M-Green. Rác thải sau khi phân loại được công ty Gia Linh thu gom, lưu chứa riêng và thực hiện khâu tái chế. Lượng rác thải hữu cơ được xử lý thành phân bón sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Việc triển khai dự án thực hiện tại trường tiểu học Long Sơn 2 và sau đó được nhân rộng trên toàn thành phố Vũng Tàu trong thời gian tới.